Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam VSEF 2022 là diễn đàn thường niên bàn về những vấn đề thời sự quan trọng nhất của đời sống kinh tế xã hội của đất nước. Diễn đàn do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức vào Chủ nhật ngày 18 tháng 9 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội. Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO ở Uzbekistan ngày 16 tháng 9, Tổng thống Putin nêu rõ: "Chúng tôi đều quan ngại sâu sắc về tình trạng gia tăng căng thẳng tại khu vực biên giới Azerbaijan-Armenia vào thời điểm hiện nay. Như ngài đã biết, tôi đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Armenia vào tối 15 tháng 9. Sẽ là rất tốt khi chúng ta quyết tâm chấm dứt xu hướng leo thang thông qua những nỗ lực chung, nhưng theo tôi được biết, tình hình vẫn căng thẳng." Tổng thống Putin cũng bày tỏ vui mừng trước cơ hội tham gia cuộc gặp trực tiếp với người đồng cấp Aliyev để thảo luận về mọi vấn đề cấp bách hiện nay, đồng thời tuyên bố Nga có các nguồn lực để làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột Azerbaijan-Armenia. Về phần mình, Tổng thống Aliyev khẳng định tình hình biên giới Azerbaijan-Armenia trong tuần này đã ổn định và lệnh ngừng bắn đang thực thi trong 2 ngày qua. Ông Aliyev chia sẻ, xung đột biên giới đã xảy ra, thật đáng tiếc là tình trạng đó đã gây ra nhiều thương vong cho cả hai bên. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã cố gắng ổn định tình hình và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Trước đó, giới chức an ninh Armenia hôm 14 tháng 9 đã công bố lệnh ngừng bắn với Azerbaijan sau 2 ngày pháo kích gần khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nam của Azerbaijan, song có đa số dân cư là người gốc Armenia nên muốn ly khai để sáp nhập vào Armenia. Vấn đề này đã gây ra tranh chấp chủ quyền giữa hai nước láng giềng. Lần gần nhất giao tranh bùng phát nghiêm trọng tại khu vực này là hồi cuối năm 2020, kéo dài 44 ngày trước khi các bên đạt thỏa thuận ngừng bắn do Nga làm trung gian vào tháng 11 cùng năm.